Những ngày này, trong khi mọi người đang đón Tết cổ truyền ấm áp vui tươi bên gia đình, thì trên tuyến biên giới của tỉnh Quảng Bình, những người lính mang quân hàm xanh vẫn đang ngày đêm phải căng mình bám trụ 24/24 giờ tại các trạm chốt để kiểm soát, ngăn chặn các trường hợp cố tình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới về Việt Nam thông qua các đường mòn lối mở, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, trong những ngày Tết Nguyên đán này, những chiến sĩ biên phòng cắm chốt tại Quảng Bình luôn phải tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để đảm bảo cho COVID-19 trong đợt Tết Nguyên đán này, thì anh em chúng tôi thường xuyên đi tuần tra và mật phục nhằm để ngăn chặn các đối tượng ở từ bên Lào qua Việt Nam, các đối tượng này đi qua các đường mòn lối mở nhằm che mắt các lực lượng chức năng, cho nên chúng tôi thường xuyên cắm chốt và tuần tra ở các đường mòn lối mở mà các đối tượng hay qua lại. Để chủ động ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập và triển khai công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh đạt hiệu quả, trên các tuyến biên giới, lực lượng biên phòng Quảng Bình thường xuyên duy trì 30 tổ, chốt với trên 10.000 lượt cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn tại các đường mòn qua lại biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường các lực lượng cơ động để cho các tuyến địa bàn trọng điểm, đặc biệt là địa bàn ở của đồn Cha Lo, Ra Mai, Cà Rồng, và duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, các tổ chốt trên biên giới và tổ chức các hoạt động tuần tra qua những đường mòn lối mở, rồi những khu vực mà người dân và các đối tượng thường lợi dụng qua lại. Để đồng bào nhân dân đón một năm mới đầm ấm, hạnh phúc, những người lính mang quân hàm xanh Quảng Bình vẫn luôn chủ động, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Các anh thực sự đang là những vành đai thép nơi cửa ngõ biên giới. Và chính các anh đang mang một mùa xuân an lành và hạnh phúc đến với mọi gia đình.